Vâng, bão số 4 ngoài gây thời tiết rất xấu ở trên biển thì sẽ gây ra mưa to và gió mạnh ở trên đất liền. Vậy thì khi nào bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền? Chị Hương Liên. Vâng, anh Dương, ngày hôm nay thì một số tỉnh thành phía Nam đã chịu tác động gián tiếp từ bão rồi. Thưa quý vị khán giả, cảnh báo từ ngày mai thì mưa sẽ gia tăng khi bão mạnh lên và tiến gần hơn về phía đất liền. Hiện bão còn cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Dự báo là bão tiếp tục mạnh lên. Chiều mai, tâm bão ở phía nam của huyện đảo Hoàng Sa sẽ mạnh cấp 13, cấp 14, giật cấp 16. Dự kiến khoảng sáng ngày kia thì bão sẽ đi vào đất liền khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Không những cường độ mạnh, hoàn lưu mây bão cũng khá là rộng. Ngày hôm nay, vùng mây phía xa đã trườn vào đất liền gây mưa cho nhiều tỉnh thành của miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong 7 tiếng qua, nhiều điểm đã có mưa gần 70 mm. Dự báo ngày và đêm mai, mưa sẽ mở rộng ra phía Bắc miền Trung đến Quảng Bình. Và cần lưu ý khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng như là Kon Tum có mưa rất to, lượng mưa là từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Các tỉnh thành khác ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Bình Định đến Bình Thuận cũng có điểm mưa rất to, trên 100 mm. Trước diễn biến mưa lớn, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Để hạn chế những thiệt hại đáng tiếc xảy ra, quý vị và bà con sinh sống ở những vùng trũng thấp, khẩn trương kê cao tài sản, khơi thông tất cả các cống rãnh xung yếu, không để nước mưa tích lại và tự vỡ, dễ gây ra ngập lụt sâu và lũ quét bất ngờ. Ngoài ra, bà con cần nhanh chóng hoàn tất việc chằng chống, gia cố nhà cửa, khi từ đêm mai gió cũng sẽ mạnh lên. Ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định thì gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió là cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, cấp 13. Ven biển Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, gió là cấp 6, sau tăng lên cấp 7 đến cấp 9, giật tới cấp 9, cấp 11. Còn tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố khác trong 2 ngày cuối tuần. Thành phố Hội An, Quảng Nam đêm nay có lúc có mưa rào, trời mát 24 độ. Ngày mai mưa sẽ gia tăng, mưa to đến rất to, đề phòng ngập úng, nhiệt độ không quá 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay mưa rào nhẹ, trời mát 24 độ. Trưa chiều mai có lúc mưa to kèm dông mạnh, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Hà Nội dự báo đêm nay không mưa, nhiệt độ thấp nhất 25 độ. Ngày mai trời nắng mạnh và nóng, cao nhất là 34 độ.